Các bạn thân mến, hôm nay mình sẽ đưa các bạn tới thăm những dãy phòng trọ đầu tư tại Florida. Miami Beach, Florida là vùng biển, biển rất đẹp, khí hậu ấm áp, nước biển rất là ấm. Du khách và những người lớn tuổi thích về đây ở để không phải chịu đựng cái lạnh. Đây là những chung cư cao cấp. Cái vùng này là chung cư cao cấp, có nhà có và những dãy phòng trọ cũng có. Phòng trọ ở đây cho mướn nó đứng được là nhiều tiền, tại vì có rất nhiều nhu cầu cho mướn. Người già xuống đây nghỉ ngơi trong mùa đông thì họ xuống đây. Ở New York, ở Canada, khi mùa đông lạnh thì họ xuống đây họ ở. Rồi có nhiều những khách sạn, những tiệm ăn phục vụ cho người du khách, thì là nhân viên của họ mướn phòng trọ để ở. Mình cho bạn xem tổng quát ở trên cao là có biển, có sông. Okay. Hello, xin chào các bạn. Stay there. Xin chào các bạn. Hôm nay là mình sẽ đưa cho bạn sơ tới coi những cái nhà để đầu tư hoặc là ở. Thì phía này là những cái duplex. Còn phía dưới nữa là những cái nhà trình 4-5 tầng. Mình đưa bạn coi từ đó rồi giá tiền của nó để cho bạn hiểu ở Mỹ bao nhiêu tiền mình đầu tư được cái gì. Rồi kính chào các chị, bây giờ mời các bạn đi xem nhé. Đây là một dãy duplex. Duplex tức là một dãy nhà cho mướn mà có hai căn. Thì bạn thấy là có hai cái cửa, thì mỗi bên là một căn, hai phòng tắm, hai phòng ngủ, nhà bếp, phòng khách. Thì khu này là nhà còn rẻ, chỉ khoảng chừng là 150.000 cỡ đó thì được mua duplex. Thì duplex như vậy đó là cho mướn được một bên á, mỗi bên là cỡ 1.600-1.700, là một tháng là mình thâu vô cũng gần 4.000 đô. Thì khi người ta đầu tư như vậy đó là người ta không có đưa hết tiền vào, người ta chỉ đầu tư cỡ chừng 30%, thì ngân hàng sẽ cho mượn để thì mỗi tháng thì mỗi trả, thì khi nào trả xong đó, là mình sẽ thành một chủ một căn nhà trị giá 200.000 đô hoặc 100.000 đô, nhưng mà 10 năm trả hết 10 năm thì cái nhà đó từ 150.000 đô nó có thể trở thành 200.000 đô hay là 250.000 đô, tùy theo cái sự phát triển nhanh chóng hay chậm của cái vùng đó. Đây là những cái duplex, thì cỡ đây là nó có ba duplex là ba kiểu. Thì ở đây thì cho mướn là giá rẻ, vùng gần biển, gần siêu thị, gần trường học. Thì khi mà mình không có quay bên trong được, tại người mướn nhà nó không cho quay bên trong. Cái này nhìn cái này nó hai cửa vô ha, mà cái cửa đó nó để cái tấm nó che lại cho đẹp nè. Bên này một cái cửa vô nữa là cái này, cái là duplex. Thì những người mới đầu tư đồng trọ thì họ thích mua duplex, tại họ chưa có nhiều tiền, họ không muốn bỏ nhiều tiền, thành ra họ mua hai căn thôi. Còn cái này là cái nào còn khi nào như vậy, to như vậy đó bạn, là nó kêu là apartment, là những người giàu đầu tư giàu có. Cái này là cũng trị giá ít nhất á, mình nói là ít nhất là cũng 15 triệu hay 10 triệu trở lên, tại nó có nhiều phòng lắm. Thì nó có quy củ hơn, nó có hàng rào ngăn ai vô cũng không được, rồi nó có bảo vệ. Nó kêu là apartment. Thì khu là rất là yên tĩnh, mà cảnh sát đi tuần hoài để không sợ bị ăn cắp ăn trộm. Thì ở Miami Beach á, để người ăn trộm cướp á, thì là cảnh sát nó đi tuần hoài. Thì khi trộm cướp mà thấy cảnh sát lại không có dám ló hé tới vùng đó, tại đi tuần không phải đi tuần coi chừng không, họ thấy xe nào mà lạ, người xe lạ hay là đi lãng vãng á, thì nó hỏi. Nó coi số xe, nó coi biển xe, phải xe ăn cắp, xe gì không. Thành ra những cái người mà trộm cướp á, nó không có dám tới những cái vùng nào mà hay có cảnh sát coi chừng.
Nên là cái này là cái apartment thứ bự đó. Thì đó là những người mà có thật là nhiều tiền, rồi họ mở công ty, rồi họ họ chỉ đầu tư. Khi nào bạn làm phòng trọ một hai căn nhỏ nhỏ như vậy thì bạn để tên bạn cũng không sao, nhưng mà nếu mà bạn mua mà từ 500-600 ngàn, từ 10 căn rồi trở lên đó, năm thì là mình nên mở thành công ty trách nhiệm hữu hạn. Có người ta cẩn thận, người ta mua rất lét mà cũng từ ta cũng không có để tên người ta, người ta để mở tên công ty để có chuyện gì xảy ra thì là phải, nếu phải bồi thường, như là ví dụ như là nhà cháy rồi người ta chết trong đó chẳng hạn vậy đó, thì là bảo hiểm đền mà không đủ đền tiền thì nó không có lấy cái nhà, nó không có lấy của sản tư nhân của mình. Nên mình đầu tư phòng trọ là nó cũng có nhiều nguy hiểm, là có sẽ có lúc nhà cháy, có lúc nhà sập, mà có khi làm thương tổn người mướn nhà, làm chủ nhà chịu trách nhiệm, cho nên mình phải mua bảo hiểm. Mẹ con chó nó giữ nhà, nó sủa, con này dữ lắm nha, nó cột lại rồi chứ nó không cột là chạy, nó chạy ra nó cắn mình rồi đó, có cột lại đó. Tại ở Mỹ người ta không cho chó chạy lang thang mà, con này thì ở trên sân của nó nhưng mà cũng phải cột lại. Rồi bạn thấy mỗi nó có nhiều căn duplex mà mỗi căn á là nó một kiểu đó, là nguyên cái dãy duplex này xong nó có hai cửa vô nè. Rồi bước tới á, là nó cái căn này á, là cái dãy này á, dãy màu hồng vậy, dãy này là nó 10 căn ở trên 5 cái, dưới 5 cái thì nó khoảng chừng 10 căn này nó khoảng chừng 500 ngàn 600 ngàn. Thì cho mướn á, thường thường mấy căn thế này đó là mướn từ 1.000 đô, 1.500 đô trở lên, tùy theo là bao nhiêu phòng ngủ, bao nhiêu phòng tắm ha. Nếu mà có một phòng ngủ thì có 1.000, hai phòng ngủ thì 1.500. Thì đậu xe ở phía ngoài mà tôi thấy đường đó, đây là chủ nhật mà cũng là rộng có vẻ ai cũng ở trong nhà, mà trời nóng quá họ không có ra đường. Thì cái căn màu trắng này đó cũng vậy, nữa căn màu trắng là nó là tám cái phòng trọ. Thì mỗi một tiền khi mà mới đầu thì mua duplex mình đầu tư, rồi sau này mình thạo rồi mình quen nước, quen cách làm giấy tờ này cho hết thì mình mua một dĩ như vậy nè bạn. Thì bạn bỏ 30%, ngân hàng cho bạn mượn 70%. Ví dụ như bạn bỏ cho mua một cái này đó, bạn bỏ 650.000 đô, nhà bạn cho bạn mượn 400.000 đô, thì bạn tính toán làm sao mà mua cái tiền mướn nhà trả lại được, trả tiền ngân hàng chừng 10 năm 15 năm đó là bạn trả hết. Bây giờ mua 500 ngàn đô thì chừng 10 năm nữa đó cũng thành là 700 ngàn đô 800 ngàn đô, thì lúc đó là nếu bạn mua hai dãy như vậy là bạn có nắm có tiền triệu rồi. Nếu mà có tiền hơn nó lên cấp 2, bạn gấp 2. Còn chỗ mà gần biển nó lên cấp 10 luôn. Tại sao nhớ không? Tại ở biển cho mướn được nhiều hơn, gần sát biển, nó đi ra bộ ra biển, du khách rất thích mướn. Thích mướn thì người ta cho mướn cho Airbnb, tức là mình cho một cái phòng mình cho mướn 1.500 không một tháng, mình cho Airbnb là một đêm được 1.000 đô cỡ đó, được 100 đô thì là 10, thì là một tháng là mình được 3.000 đô là cấp 2. Thành ra những cái nhà ở vùng biển á, những cái nhà ở vùng biển giá rất mắc, với lại cái đất ở vùng biển càng ngày nó càng lên lâu ngày đó, thì là khi vùng phát triển á thì những người xây dựng họ sẽ mua lại những cái nhà cũ như vậy ở gần biển, họ đập ra, họ cất khách sạn 5 sao, họ sẽ trả tiền, họ sẵn sẽ trả tiền lại cho chủ đó, nhiều tiền lắm. Có một chỉ mà mình mua có 200.000 đô mà người xây dựng đó, nó ngay gần biển, người xây dựng đó trả mình là 2 triệu đô. Nó mua vậy là không có, nó mua tính theo thu nhập, nó mua để nào nó lấy cái miếng đất để cái nó đập lên cái sửa thành khách sạn. Cái vùng này là sẽ từ từ sẽ phát triển nhiều lắm đó. Mình thấy nhà thằng trọ yên tĩnh lắm. Người Mỹ nó không có ra ngoài đường, nó bắt ghế rồi nói chuyện là nhiều đâu. Nó ở trong nhà nó à. Cái khu phòng trọ không, cái khu này là khu phòng trọ không, không có nhà tư nhân. Mà bạn thấy yên tĩnh lắm. Hôm nay là ngày Chủ nhật nữa mà họ cũng không có đi, họ không đi ra ngoài đường mà nói chuyện ồn ào cũng có.
giờ này là chắc là họ ở trong nhà ăn cơm, hoặc là thứ bảy nhật thì họ dắt nhau đi câu cá, họ dắt nhau đi thăm thắng cảnh, đi ra hồ, ra công viên. Ra mình thấy, bà thấy không? À, không có ai ngoài đường hết á. Ở Mỹ là phòng trọ của Mỹ là như vậy á, ai ở nhà nấy, ít cái ra ngoài đường lắm. Nó cái dãy bên này á, là 12 căn. Ừ. Còn cái dãy bên tay trái á, là 12 căn. 12 hay là 15 căn, mình không nhớ rõ hồi nói. Bởi cái dãy này là nó nhiều tiền hơn, là tại mỗi cái apartment là nó có một cái phòng đó, là nó có cái ban công của nó để người ta ngồi nè. Xong cái này là cho mướn, giá tiền nhà mắc hơn. Mà ở đây á, khi bạn cho mướn nhà là bạn phải trang bị tủ lạnh, máy lạnh, bếp điện, thì có cái máy microwave trang bị cho họ. Bởi vậy thành ra làm chủ phòng trọ đây là phải sửa chữa nhiều, tại vì bếp có khi nó bị hư, nó bị nghẹt, nó hay là bị hư, rồi tủ lạnh cũng khi bị hư, máy lạnh cũng khi bị hư, thành ra phải sửa chữa hoài. Nên làm phòng trọ ở đây thì nó cực hơn làm ở Việt Nam, tại Việt Nam không phải trang bị cái gì hết thì họ không phải sửa chữa mấy cái đó. Còn ở đây là như là xứ nóng đó, thì mình phải trang bị máy máy là hơi lạnh, máy hơi lạnh mà nó ngưng lạnh đó, là mình phải thay liền, tại vì nếu mình không thay á, mà trong trong nhà có người nó yếu á, trời nóng quá nó thở không được á, có gì là mình sẽ chịu trách nhiệm. Thành ra lúc nào mình cũng có ba bốn cái máy lạnh để sẵn, để mà họ hô ra mà ngưng lại mình tới mình coi, mà không sửa được liền là mình lắp vô máy mới liền, thay liền, rồi mình đem cái máy đó mình máy kia đó mình đi sửa. Có khi là chỉ là điện ở trong nó đứt cái sợi dây điện là thôi, họ thì sửa được. Cái này cái căn này đẹp quá. Căn này là nó là 20 phòng trên 10 dưới 10, mà nó kêu bán á, là nó kêu bán 2 triệu. Tại phòng của nó là 2 phòng ngủ thì nó cho muốn được tới 1.800. Cái này cũng đẹp quá ha. Đó là hôm nay là mình đi cho bạn coi khu nhà trọ. Thì nếu bạn có chút tiền, bạn mua cái nhà trọ như vậy, một tháng bạn thâu vô 15 ngàn, 20 ngàn là bà khỏe ru. Khỏi cần đi làm luôn. Có người đó nó mà nó mà họ không có con đó, thì họ mua về cái họ ở một căn, chưa mướn hết mấy căn kia là khỏe. Là không phải lo về đi làm. Thank you.